Ok, hello, chào hả em nhá. Đâu có giờ chưa? Nay thì mình đã đến được cái buổi thứ bảy của cái chuyên đề học 30 phút học toán mỗi ngày rồi. Thì các bạn mới vào thấy chương trình hay thì ủng hộ thầy một cách like, share bài viết nhiều hơn nhé. Thì để cái lượng view nó tăng lên một chút mình quẩy mới bung lụa được. Ôi chà. Giờ chiến thôi, chiến thôi. Ok. Giờ thì cái file đề này gửi cho bạn từ lúc trưa rồi nhá. File đề thì gửi bạn từ lúc trưa rồi. Thì đến hẹn lại lên thì từ giờ đến lúc thi chúng ta chỉ còn với nhau tầm khoảng hơn 3 tuần nữa thôi. Tuần này tuần thứ tư đúng không? Đấy, hơn 3 tuần nữa là chúng ta bắt đầu vào cái kỳ thi rồi. Thế nên là cứ 30 phút mỗi ngày tầm 8 rưỡi các bạn lên phây thầy chúng ta sẽ quẩy bung lụa cùng nhau nhá. Mỗi ngày bút 4 câu đến thi đẹp tay dần thôi đúng không? Ok, chiến thôi. Ôi view này yếu vậy, view này tụt ghê quá. Thì các bạn ủng hộ thầy bằng cách like, share, viết nhiều hơn nhé. Để cái lượng view nó tăng lên thì ngày nào chúng ta cũng có những cái chương trình hay như này và chúng ta chuẩn bị những cái câu này nó là hoàn toàn là những câu thầy trích trong những đề thi đại học 2-3 năm gần đây thôi chứ không phải là nó xa xôi gì cả đâu. Ok chưa? Đấy thì chúng ta sẽ chuẩn bị những cái câu và những cái dạng bài nó rất sát với những cái cấu trúc những năm đã thi gần đây để chúng ta có thể làm chiến khô máu cùng nhau luôn. Ôi chưa nào nào, view mọi hôm 200-300, nay view mới quanh quẩn ở đầu một thôi, view mới quanh quẩn đầu một thôi, buồn quá. Các bạn mới vào ủng hộ thầy cách like share viết nhiều hơn nhé. Thời gian này thầy cũng khá bận nhưng mà sẽ cố gắng là quẩy khô máu cùng với các bạn luôn, sắp xếp mỗi ngày 8 rưỡi liver cứ mấy ca như này nó cũng rất vất vả nhưng mà thôi kệ đi, lỡ hứa rồi thì chiến đấu rồi. Ok, quẩy luôn thôi. Con số 1 nhé, con số 1 này. Cái dạng này là cái dạng về mũ logan này, ôi trời. Đấy, những cái dạng về mũ logan nó rơi vào thường nó rơi vào cái dạng tầm khoảng 9 cộng một chút nhá, dạng 9 cộng một chút, ôi trời. Thế thầy dạy các bạn hôm nay những cái buổi như này hack những câu 9 cộng này nó sẽ rất đẹp trai luôn, ôi trời. Nào nào nào, view buồn đấy nhỉ, view 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 buồn đấy nhỉ. Các bạn mới vào hộ thành cách like sẽ phải viết nhiều hơn nhá. Chúng ta bạn nào làm trước rồi thì chúng ta comment đã ở bên dưới nhá. Bạn nào làm trước rồi thì comment đã ở bên dưới nào. Và có những cái thắc mắc gì, có những cái nội dung gì yêu cầu mà chúng ta yếu chúng ta cần thầy chữa trong những cái buổi liver tiếp theo, chúng ta còn tầm khoảng hơn 3 tuần nữa cơ mà đúng không, lên là tầm khoảng gần 30 buổi nữa cơ đấy, chúng ta còn rất nhiều nhá, còn còn tầm khoảng gần 30 buổi nữa đấy. Thì cứ mỗi buổi thầy chuẩn bị các bạn 4 câu nhá, chúng ta yêu cầu cái phần gì yếu phần gì cứ comment hết bên dưới nhá, để cái lượng view nó tăng tăng lên một chút xíu mình quẩy luôn bắt đầu chữa nhá. Đấy thì cái nội dung thì nó chỉ như thế thôi, chúng ta sẽ tập trung vào giải nhanh 15 câu cuối này. Đấy, cứ bóp skin mỗi ngày 30 phút thôi đúng không? Học nhẹ nhàng 30 phút mỗi ngày thôi và chúng ta sẽ dần dần đẹp đẹp dai dần lên thôi. Ổn chưa nhỉ? Chiến thôi, chiến thôi, chiến thôi. Rồi, thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Chúng ta bắt đầu chiến luôn thôi, chúng ta bắt đầu chiến luôn thôi nhá. Bạn nào có nhu cầu đăng ký cái khóa ôn cấp tốc từ giờ lúc thi luyện đề cùng thầy này và bóp cái skin giải nhanh thì những cái câu này nó hoàn toàn trích trong cái group bứt tốc thôi. Nhá, group bứt tốc thì thầy đã chữa cho bạn full 13 chuyên đề, nó làm 13 cái chuyên đề giải nhanh cái phần này rồi, nó sẽ tầm khoảng hơn 600 câu trắc nghiệm đấy, chia làm 13 chuyên đề thì chúng ta làm hết cái phần đấy chúng ta sẽ đẹp ra dần thôi. Từ giờ lúc thi chúng ta cứ cày đề cùng thầy này và bút cho cái skin giải nhanh là nó ok đó, chiến thuật này nhá, chiến thuật giờ lúc thi này cày đề thôi nhá, cày đề chắc 35 câu đấy. Các bạn hỏi thầy làm sao để không say ngu, làm sao để không say ngu, chỉ có cày đề thôi nhá. Cày đề nó tăng kinh nghiệm lên thì tự khắc nó sẽ không say ngu đâu nhá. Các bạn cày ít đề quá thì chúng ta sẽ say ngu rất là nhiều. Đấy, cho nó làm cả câu dễ làm cả câu khó cho nó cày đề nhiều nó sẽ bớt say ngu thôi, chắc 35 câu đầu đúng chưa. Đấy, còn 15 câu cuối, 15 câu cuối tích thật nhiều cái skin giải nhanh vào nhá, tích thật nhiều skin giải nhanh 15 câu cuối thì cái nhiệm vụ của buổi liver mỗi ngày hôm nay thầy đã chuẩn bị cho bạn rồi nhá. Đấy, những cái câu nó những cái dạng rất sát những cái dạng của 3 năm đề thi 3 năm gần đây và đề minh họa. Đấy, thì chúng ta sẽ tích thật nhiều skin giải nhanh để hack 15 câu cuối dần dần điểm nó tăng dần thôi, có gì đâu đúng không. Đấy, chỉ có cái cày đề nó mới tăng kinh nghiệm lên được, chỉ có cày đề tăng kinh nghiệm lên được tránh say ngu nhá. Cái không còn cách nào khác cả, chẳng ai dạy các em cái thủ thuật tránh say ngu được ngoài các em phải luyện nhiều đề hơn để tăng kinh nghiệm lên. Đấy, thế thôi nhá. Ok rồi, chiến luôn thôi, chiến chiến luôn thôi, chiến luôn thôi. Câu số 1 thôi nhá, câu số 1 nhá. Câu số 1 cái skin ở câu này, cái phần này là skin dùng cái phần sold nhá. Dùng sold, ok chưa? Đấy,
Chưa bắt được cái skin trong từng dạng một thì nó dùng solve. Bây giờ thầy sẽ dạy các bạn cách solve như thế nào. Nó bảo cho các số thực AB thỏa mãn cái phương trình loga rất là lằng nhằng như thế này, đúng chưa? Đấy, vừa phương trình mũ vừa loga rất lằng nhằng như thế này thì cái số nó hơi nhỏ, tôi viết lại đề bài cho bạn nhìn cho nó rõ một chút xíu nhá. A này, mũ loga cơ số B của A này. Đấy, cộng với 16 nhá, nhân với lại loga. À, 16 nhân với B mũ loga. B mũ loga cơ số A của B mũ 8 chia mũ 3 chưa? Đấy, thay bằng 12 B bình. Đấy, cái phương trình nó rất là nhằng như thế này nhá. Những cái câu này hoàn toàn trích trong đề thi đại học 2 năm gần đây này. Đấy, câu này trong đề thi năm kia, câu số 2 thì trong đề thi năm ngoái này. Câu số 2 trong đề thi năm ngoái, được chưa? Đấy, hai câu số 1, câu số 2 dạng điển hình của cái câu này vừa mới thi năm ngoái xong này, vừa mới thi năm ngoái xong. Điển hình của cái dạng dùng skin zone nhá, câu 1, câu 2 này. Đấy, hôm nay thầy chuẩn bị cho các bạn hai cái dạng này thi 2 năm gần đây. Đấy, nó rất là sát nhá, dùng cái skin zone rồi thầy. Được chưa? Đấy, bác dùng cái skin zone này là chúng ta hack những cái phần này nó rất nhẹ nhàng luôn. Đấy, ăn nhau 15 câu cuối này, còn 35 câu đầu thì luyện đề thằng nào nó cũng luyện trăm thì view nó tăng lên thôi, ổn chưa? Đấy thì chúng ta hai câu này nhá, đã thi 2 năm gần đây rồi này, những cái dạng như này nó rất dễ thi nhá, rất dễ thi, ổn chưa? Đấy thì chúng ta tập trung vào đây, tập trung vào đây, câu này dùng skin zone như thế nào, ổn chưa? Đấy thì câu này chúng ta nhìn vào cho thầy này, nhìn vào cho thầy cái giá trị biểu thức này thì nó bắt tính giá trị biểu thức b đúng không? Thì nó hiểu đơn giản là gì? Cái phương trình này nó chỉ có một nghiệm duy nhất thôi, có một nghiệm ab duy nhất, ổn chưa? Nếu mà chúng ta làm tự luận bình thường ấy, làm tự luận thì chúng ta phải tìm được cái nghiệm duy nhất này bằng cách là sử dụng cái bất đẳng thức, nhá. Đấy, câu này dùng bất đẳng thức, ổn chưa? Câu này dùng bất đẳng thức Cauchy, những cái dạng này thường thường dùng Cauchy, ổn chưa? Đấy, nếu mà tự luận các bạn phải dùng bất đẳng thức Cauchy rồi suy ra biện luận các kiểu mới tìm được nghiệm duy nhất. Nhưng mà thầy sẽ hướng dẫn bạn dùng cách solve để tìm ra nghiệm duy nhất của nó này. Ổn chưa? Đấy, chúng ta solve như thế nào? Cái thằng 580 nó solve rất là nhanh nhá, chúng ta dùng 580 VNX ấy, solve nó rất là nhanh nhá. Thì chúng ta sẽ solve như sau, hôm nay chỉ tầm khoảng 3 phút là solve xong này. Ổn chưa? Đấy thì hôm nay chúng ta làm cái nhiệm vụ đẩy, hôm trước là đẩy mạnh tính năng table rồi, hôm nay đẩy mạnh cái tính năng solve này, chúng ta làm cái phần mũ loga này rất nhẹ nhàng. Solve như thế nào này? Bạn nhập nguyên si cho thầy cái phương trình này vào, nhập bước 1. Nhập nguyên si vế trái chỉ vế phải cho thầy nhá. Nhập nguyên si phương trình vào cho thầy, ổn chưa? Đấy, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu solve nhá. Thì ấy chúng ta nhìn qua cho thầy cái khoảng AB một chút, nhìn qua khoảng AB cho thầy một chút này. Nó cho AB lớn hơn 1 chưa? Cho AB lớn hơn 1 này. Đấy, mà ở đây chúng ta thấy giá trị biểu thức P max bằng 125 đúng không? P max bằng 125 mà P bằng A mũ 3 cộng B mũ 3. Vậy chúng ta sẽ chặn được cái đoạn của A với B này, chặn được cái đoạn là AB đúng không? Các bạn lấy căn bậc 3 của 125 đi. Căn bậc 3 của 125 nó ra tầm 5 đúng không? Đấy, nó ra tầm 5. Vậy thì ở đây AB max bằng 5 thôi. A với B, AB max nó chỉ lên đến 5 thôi. Đúng chưa? Đấy, như bạn thử cho thầy đại diện từ 1 đến 5 thôi. Quét cho thầy xem thằng nào nó có nghiệm nó ok nhé. Đấy, thử A bằng 1 này, 2 này. À, lớn hơn 1 thì thử từ A bằng 2 đi. 3 này, 4 này. Đấy, 5. Thử A chỉ có 4 giá trị này. Các bạn xôn cho thầy 4 trường hợp như này này. Đấy, thằng nào ra phương trình có nghiệm thì đúng nhá. Phương trình nào, trường hợp nào nó ra có nghiệm thì đúng, còn vô nghiệm thì sai, thế thôi nhá. Trường nào ra có nghiệm thì đúng, vô nghiệm thì sai. Nhập này nhá, nhập vào phương trình. Nhập ở đây thì cái thằng 580 nó xôn được cả na, các bạn nhập nguyên xỉa na thầy nhá. A mũ loga, A mũ nhá, A mũ loga này cơ số B của A, cơ số B của A, ổn chưa? Đấy rồi, cộng tiếp này, 16 này nhân với lại B mũ loga, 16 nhân với B mũ loga cơ số A của phân số này B mũ 8 nhá, B mũ 8, đấy B mũ 8 chia cho A mũ 3, chia A mũ 3, chuẩn chưa? Rồi đến đây các bạn trừ đi cho thầy là 12B bình, này bình, chuẩn chưa? Đấy, nhớ nhá, AB nằm trong khoảng, A thì nó ở đây nó lớn hơn 1, nhỏ hơn hoặc bằng 5. Đấy, AB lớn 1 nhỏ bằng 5, các bạn thử đại diện vài giá trị thôi. Cho nên nhớ thấy biểu thức nó nguyên nguyên như này chỉ có AB chắc chắn nguyên rồi nhá. Đấy, thấy AB nguyên nguyên như này các bạn thử vài giá trị thôi. Thử ở đây các bạn thử từ A bằng 2 rồi nhé, thử A bằng 2 đi, các bạn xôn rồi này, ship xôn này, thử A bằng 2 này. Đó, các bạn đẩy xuống xôn giá trị B xung quanh giá trị như này, thử giá trị A bằng 2 nhé, A bằng 2 các bạn xôn cho thầy xem có giá trị có nghiệm không. Đó, các bạn đang thử A bằng 2 này. Đó, nhập vào xôn cho thầy A bằng 2 xem, xôn ra, đây nó bảo không giải được, tức là trường hợp này khi A bằng 2 phương trình vô nghiệm loại nhá. Đó, chúng ta đổi lên tiếp vào xôn tiếp này, xôn tiếp thử giá trị A bằng 3 thầy. Đó, A bằng 3 xôn tiếp B rồi thầy nhá, A3 xem có nghiệm không. Đấy, các bạn thử vài giá trị thôi,
ổn chưa nhá. Nhá, trong tính năng xôn này nó để các giá trị nó xôn bình thường nhé, để các giá trị xôn bình thường, ổn chưa nhá. Ok. Đấy, các bạn mới vào ủng hộ thầy Westline sẽ là biết nhiều hơn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ làm rất mạnh cái phần tính năng xôn này nhá. Các bạn làm ăn nhau ở những cái phần này này nhá, ăn nhau những cái phần 15 câu cuối này. Đấy, cứ mỗi buổi tích 4 câu dần dần đẹp ra thôi. Hàng ba vô nghiệm chưa? Hàng ba vô nghiệm. Đấy, đẹp ra nhá. Đẹp ra luôn này. Ổn chưa nhá? Đấy, tiếp tục này, xôn cho này tiếp này. À, thử cái hàng 4 đi, thử hàng 4 còn hai giá trị 4 5 thôi, thử nốt xem nào. Đấy, B xôn xem có ra nghiệm không nhá. Hàng 4 này. Hàng 4. Đợi chút xem nó ra nghiệm hay không thôi. Ôi chà, các bạn làm cái phần này. Ok, view gần lên 300 rồi, view gần lên 300 rồi. Các bạn mới vào thấy hay ủng hộ thành cách like share bài nhiều hơn đấy. Đấy, ổn chưa, ổn chưa? Đấy, đẹp trai luôn này, ra nghiệm này, ra A4 B2 chưa? Đấy, thế thôi, chiều hôm nay xôn có nghiệm rồi. Vậy thì chiều hôm nay A4 B2, A4 B2 rồi. Thì tính cái tổng này thôi, tính tổng 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 này. Nhá, chiều hôm nay có nghiệm rồi, vậy A4 B2. Đây là 4 mũ 3 nhá, cộng với lại 2 mũ 3 thôi. 23 đấy, tổng 72 đẹp trai luôn ra đây cho đấy, đỡ phải làm, đỡ phải làm nhá, chứ không mấy câu này các bạn nạp cái bất ẩn thức vào nó mệt lắm, nạp bất ẩn thức vào mệt lắm, ổn chưa. Đấy, cái phần này thì nó chiến bình thường thôi nhá. Loga các bạn đẩy mạnh cái tính năng xôn và chúng ta làm rất nhẹ nhàng đẹp trai luôn nhá, đúng chất búp skin luôn, đúng chất búp skin luôn, ổn chưa nhá. Câu số 2 chưa, câu số 2 cũng xôn thôi thầy nhá, câu số 2 cũng xôn thôi thầy, nhưng mà ở đây này bạn thấy AB nó không nguyên đâu đúng không, còn chúng ta thấy AB nó không nguyên này. Đấy, câu này trong trường hợp câu số 2 AB không nguyên, có thể trích trong đề năm ngoái nhá, 2018. Đấy, xôn vẫn vẫn xôn được, vẫn xôn đẹp dài được. Đấy, để ý câu số 2 này. Ổn chưa nhỉ? Hay vậy. Còn nhiều cái hay nhá. Chúng ta cứ chăm chỉ theo dõi thầy, đúng chất búp skin luôn, 15 câu cuối hack mà, hack skin 15 câu cuối. Câu này trong đề thi năm ngoái này, 2018. Ổn chưa? Đấy, cho xôn câu này như thế nào? Câu này trong đề thi năm ngoái nó rơi tầm khoảng 9 cộng một chút đấy. Nhá, các bạn làm câu này dùng, nếu mà dùng tự luận phải dùng Cauchy nó mới ra nhá, câu này tự luận phải dùng Cauchy nó mới ra, nhưng mà câu này chúng ta xôn phát một ra đáp án ngay thôi. Câu số 2 này thì dẫn các bạn làm bình thường thôi nhá. Câu số 2 để ý vào, nó không xôn được như câu số 1 đâu. Câu số 2 tính năng xôn vẫn khác nhá, hôm nay đẩy mạnh rất mạnh tính năng xôn để làm mấy cái phần mũ Noga này, ổn chưa nhỉ. View lên 300 chưa nhỉ, view lên 300 chưa, đang 70 mấy cái thằng xôn này nó lâu lắm, thôi đầu tư cho công nghệ đi nhá. Đấy, mấy tháng cuối rồi đầu tư là 580 VNX xôn rồi nhanh. Ổn chưa? Chứ 570 xôn nó hơi lâu nhá, 570 xôn hơi lâu, mấy cái thằng Noga 570 xôn nó lâu lắm. Ổn chưa? Ok ok. Đấy, gom thóc là chuẩn bị hơn 500.000 thì tiếc gì đúng không? Đấy, tiếc gì 500.000. Ok, câu số 2 nào. Câu số 2. Ổn chưa? Đấy, các bạn nhập nhập phương trình câu này xử lý này một chút nhá. Câu số 2 xôn như thế nào? Câu số 2 xôn như thế nào này? Chúng ta có thay đặt cái giá trị này bằng C đi, giá trị biểu thức C nhá. C bằng A cộng 2B đi, đúng chưa? Đấy, C bằng A cộng 2B. Thế thì rút A ra nhá. Ở đây nhớ này, nhớ ở đây AB nó không nguyên, AB không nguyên, nó hơi lẻ một chút. Đấy, AB không nguyên thì chúng ta phải kết hợp đáp án nhá. Kết hợp đáp án rồi mới xôn. Kết hợp đáp án rồi mới xôn. Đúng chưa? Đấy, cho gộp đáp án ra để xôn cho thành như sau. Câu số 2, nguyên siêu đề năm ngoái này. Đấy, búp skin này. Đấy, hack đẹp ra luôn. Ổn chưa nhỉ? View lên 300 chưa? View lên 300 rồi chưa? Đấy, thì câu này chúng ta sẽ kết hợp đáp án xôn như thế nào cho thầy này. Các bạn rút A cho thầy nhá, đặt C bằng A cộng 2B chưa, đặt C A cộng 2B, rút A ra này, rút A ra thì nó chính bằng C trừ đi 2B. Đấy, các bạn thế lên thằng bên trên này, thế lên biểu thức bên trên này, chúng ta nhập nguyên C vào cho thầy, chỗ nào có A thay bằng C cộng 2B này và xôn bình thường nhá. Đấy, nó lại xôn như thế này cho thầy này. Đấy, các bạn nhập vào này. Đấy, nhập như thế này nhá. Loga này, cơ số 3 của A chúng ta thay vào nhá, A thay vào bằng C trừ 2B, C trừ 2B, đó, C trừ 2B, chuẩn chưa? Rồi, tiếp tục này, đây là 3A chưa? Đây là 3A chưa? C trừ 2B là 3A nhá. Tiếp tục, cộng 2B này, cộng 2B, nhá, cộng 1, đấy, xong cái thằng thứ nhất, thằng thứ hai bên đây này, 9A bình chưa? 9 ở đây mở ngoặc ra là C trừ 2B, tất cả bình phương, nhá, C trừ 2B, tất cả bình phương này, cộng B bình, đó, tiếp tục, cộng 1, xong nhá. Rồi, cộng loga này, cơ số 6 của A thì các bạn thay vào C trừ 2B này, C trừ 2B, chuẩn chưa? B thì đây bạn nhân thêm B nữa này, chuẩn chưa? Cộng 1, đấy là biểu thức. Tiếp tục này, 3A thì đây thay vào thôi, A là bằng C trừ 2B này, C trừ 2B, chuẩn chưa? Đây là 3A nhá, cộng 2B này, và cộng 1, đấy, tiếp tục trừ đi 2, trừ 2, đến đây là xôn này, đến đây xôn này,
thử lần lượt đáp án một nhá, thằng nào ra nghiệm thì đúng này. Đáp án này, đáp án này, C bằng 6 chưa? Đáp án C, C tổng C bằng 6 nhá. Đấy, đáp án là C bằng 6, bạn xôn cho thầy này. Xôn cho thầy, thử C bằng 6 nhá. Đến B thì ở đây các bạn ra có B thì đấy là đáp án nhá. Nếu nó ra có nghiệm thì đấy là đáp án, thế thôi nhá. Nếu thằng này có nghiệm thì đấy là đáp án. Ổn chưa? Đấy, kết hợp đáp án để xôn, kết hợp đáp án để xôn. Ổn chưa? Vinaken á, Vinaken nó không xôn được hai nghiệm này đâu. Đi Vinaken nó không 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 nhập nghiệm nó xôn như này đâu. Đầu tư 580 VNX nha. Ổn chưa? Đó, sang sang năm khóa 2K2 thì sẽ viết hoàn toàn tài liệu với lại giải đề theo 580 VNX, thế nên là bạn nào có nhu cầu thì có thể đăng ký với thầy nhé. Mua 580 VNX được tặng tặng kèm luôn cái quyển hướng dẫn bấm Casio do chính thầy viết luôn. Ổn chưa? Rồi, đấy, thì ở đây chúng ta sẽ thấy trường hợp C bằng 6 chưa? Rút xôn nó vô nghiệm này, vô nghiệm mình đáp án an loại nha. Đấy, ổn chưa? Đẩy ra tiếp vào xôn này. Đấy, bây giờ các bạn thử ở C bằng 9 này. C bằng 9 nhá. Và xôn tìm B thôi nào. Đáp án B này. C bằng 9. Đấy, xôn ra có nghiệm thì đấy là bán nha, có nghiệm đấy là bán. Đẹp ra chưa? Ok, view này lên 400 đẹp ra rồi. View lên đầu 4 đẹp ra rồi. Đấy, ổn chưa? Đúng chất xôn, đúng 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 chất hack luôn. Câu này ra trong đề năm ngoái này. Ổn chưa? Đó, hôm nay chúng ta làm hai câu xôn này đủ đẹp dài đúng không? Hai câu xôn này đủ đẹp dài cái phần OK này, chiến đẹp dài luôn. OK chưa? 570 không 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 nhập được kiểu này đâu. 5570 không nhập được kiểu này. OK chưa? Nhá. 570 thì phải làm thủ công. 5570 làm thủ công thì chúng ta lại phải nhập mấy cái thằng khác để sửa phương trình cũng chết. OK chưa? Mấy bài tính tổng này hay, ngon đúng chưa? Đấy, C bằng 9 này vô nghiệm chưa? Đấy, vô nghiệm loại B rồi. Đến câu C chưa? Đến câu C đẩy sang này. Ship xôn tiếp này, C là 7/2 đúng không? 7/2 3.5. Ổn chưa? Xôn tìm B ở đây nào. Đấy, xôn tìm B. Chiều này rồi. Đáp án C này. C thì ở đây là bằng 3.5 nhá. Đấy, xem là có nghiệm không? Đấy, ra ngay B 1.5 chưa? Ra ngay B 1.5 đẹp lại rồi. Đấy, 1.5. Thế ở đây tìm tìm A đây. C 3.5 này, có A này. Câu này quanh C luôn còn gì nữa? Đấy, có nghiệm là ok rồi, có nghiệm ok rồi. Đấy, thế thôi, đẹp lại luôn. Đỡ phải giải bất phân trình là kiểu mệt mỏi đúng không? Đấy, xôn 3 pháp ra nghiệm luôn, xôn 3 pháp 3 ra nghiệm luôn. Câu này năm ngoái đẹp dài luôn này. Đấy, trích nguyên si đề năm ngoái nhá, trích nguyên si đề năm ngoái. Ổn chưa? Chặn á? Chặn thì chúng ta cứ cách nào nhanh thì chiến thôi. Thầy đã bảo rồi, thầy không dạy theo cái kiểu là chỉ phụ thuộc vào Casio đâu nhá. Chúng ta cứ cách nào nhanh thì chiến thôi nhá. Búp skin càng nhiều càng tốt nhá. Búp skin càng nhiều càng tốt. Đấy, thì chúng ta cứ đi thi thôi, cứ cách nào nhanh thì làm, không làm được Casio thì làm tự luận, cứ thế mà chiến thôi nhá. Cách nào nhanh thì chiến nhá, không phải phân biệt Casio hay tự luận làm gì nó mệt ra nhá. Đấy, chúng ta cứ mỗi ngày lên học cùng thầy 30 phút là đẹp dài ngay thôi. Cứ mỗi buổi búp ba bốn câu, dần dần lúc thi 30 buổi là chẳng lẽ chúng 30 buổi mà không trúng được câu à? Hơi phí đúng không? Đấy, hơn nhau 15 câu cuối này. Chứ còn 35 câu đầu thiên hạ đẹp dài cả rồi đúng không? Câu số 3 câu 4 này, câu số 3 câu 4 điển hình quả cái skin là table nhá. Đấy, điển hình của skin table, quét table rồi thôi nhá. Cả hai câu 3 câu 4 đều quét table được. Đấy, hôm nay chúng ta làm mạnh cả cái xôn này, cả table để quét đẹp dài luôn loga phần này nhá. Loga, đấy. Ổn chưa? Câu số 3. Câu số 3 quét table đây thôi. Nhìn thấy cái skin có nghiệm nhá. Đấy, có nghiệm này. Nhập vế trái chứ vế phải đó thôi. Hôm trước đã chữa, bạn nào học những cái buổi trước rồi chắc là cái phần có nghiệm này rất là quen rồi đúng không? Có nghiệm này. Chuẩn chưa? Cái dạng này thì thử từ 0 lan dần ra, skin thử từ 0 lan dần ra. M bằng 0. Đấy, lan dần ra hai vế cho thầy nhá. M bằng 1, M bằng -1. Đấy, các bạn thử từ 0 lan dần hai vế. Skin thử từ 0 lan dần hai vế, quét table nhá. Đấy, đấy là câu số 3. Chúng ta bắt được cái skin từng câu một, cứ thế mà chiến thôi, cứ thế mà chiến thôi nhá. Có nghiệm thì tức là cái đằng này nó phải đổi dấu nhá. Đổi dấu tức là có nghiệm. Đấy, đổi dấu là có nghiệm nhá. Đổi dấu là có nghiệm. Thế thôi, quét FX cho thầy này. Nhập 18 nhá. 18 quét cho thầy là cái thằng 5 mũ x này. 5 mũ x, chuẩn chưa? À, cộng với M đầu tiên thì thử M bằng 0 nhá. Thử M bằng 0 này. Đấy, 5 mũ x cộng 0 này, 5 mũ x cộng 0 này. Trừ đi loga cơ số 5 của thằng này, nó chính là gì nhỉ? x-0. x-0, nhớ điều kiện đấy, x-m phải lớn bằng 0 nhá. X-m lớn. Đây này, x-m lớn bằng 0 thì tức là lớn hơn hẳn 0 thì x nó phải lớn hơn hẳn m đấy. X lớn hẳn m ở đây, trường hợp m bằng 0 thì ở đây x lớn 0 rồi. Thầy quét đại diện từ 0 đến 9 thì được, để step 0.5 nhá.
Ủa chưa? Đấy, vì x nó phải lớn hơn m mà. M không thì x lớn không thôi. Chúng ta thấy này, có đổi dấu nhỉ? Không đúng không? Không đổi dấu rồi. Này luôn luôn đồng biến rồi, luôn dương rồi. Vô nghĩa. Vô nghĩa. Ok. Vậy trường hợp m không, x bỏ đi nhá. Bạn thử đến các trường hợp m1 xem nào. M1 thì bạn sửa đây là 1 nhá. 1 đây. Đấy, đây là -1. Đấy thì khi m1 thì x nó phải lớn 1 đúng không? X lớn 1 các bạn quét đại diện trong thầy từ 1 đến 9 thôi. Để step 0,5 cũng cũng được nhá, để step 0,5. Thấy luôn đồng biến chưa? Ok, luôn đồng biến rồi, luôn luôn tăng, cũng không đổi dấu đâu, không đổi dấu đâu, đúng chưa? Vậy cái trường hợp M1 cũng x bỏ đi rồi, lại đi đến -1 đây này, đến -1 đây, thì sửa đây là -1 nhé, -1 này, đóng ngoặc vào, đây là trừ đi -1 là cộng 1 đúng không? Cộng 1 đây này, được chưa? Cộng 1. Kết thúc thì ở đây M bằng -1 thì ở đây x nó phải lớn hơn -1 đó, cho nó bắt đầu chạy từ -1 nhé, e là 9 là để step 0,5, ổn chưa? X phải lớn hơn bằng m mà, x lớn hơn m. Đấy thì m một thấy đổi dấu chưa này, thấy đổi dấu chưa? Đấy. -1,12 lên 0, có một nghiệm x bằng 0 luôn, trừ m một tích ra. Vậy thì tóm lại là m nó sẽ phải chặn trên bởi -1 rồi, nhỏ hơn bằng -1 này, đúng không? 0 với 1 nó không thỏa mãn, chắc chắn chặn trên bởi -1 rồi. M nhỏ hơn bằng -1 nhá. Đấy, m nhỏ hơn bằng -1 này, này. Đúng chưa? Thấy m -1 thỏa mãn. Thì ở đây m bị chặn trên bởi -1 rồi, mà đây chúng ta thấy m ngay thuộc đoạn -20 đến 20 chưa? Đấy, cái này nó cho để chặn cái đoạn của m mà nhá, -20 đến 20 này. Đấy thì chúng ta rút ra ngay m nó sẽ lớn hơn bằng -19 thôi nhá. Còn nếu mà muốn chắc cú hơn một chút xíu nữa, các bạn thử thêm giá trị cho thầy, thử thử thêm m -19 nữa nhá, thử thêm m -19 nữa cho nó chắc cú nhá, thử thêm m -19 nữa cho chắc cú, quét ra nếu đổ dấu là có nghiệm, thế thôi nhá. Cho này thấy đổ dấu là có nghiệm nhá, thấy fx đổ dấu là có nghiệm, thế thôi. Skin table này đổ dấu là có nghiệm, quét ra thấy m nhỏ hơn bằng -1 kết hợp với điều kiện này thì đây sẽ giảm ngay, chặn được cái đoạn là m lớn bằng -19 đúng không? Vì m nguyên là thuộc cái đoạn từ -20 đến 20 này, chỉ có lớn hơn bằng -19 thôi. Thì từ -19 đến -1 thì có 19 giá trị thôi nhá. Từ -19 đến -1 khối chữ đầu cộng 1 nhá. Giá B đặt ra cho câu số 3. Đấy, đổi dấu có nghiệm nhá, đổi dấu có nghiệm. Ổn chưa nhỉ? Cứ đổi dấu là có nghiệm thôi, đổi dấu có nghiệm thôi. Ok chưa? Nhớ cái này chỉ hỏi có nghiệm chỉ cần xét đổi dấu thôi. Câu số 4 này, câu số 4 đẹp ra luôn này. Ok chưa? Câu số 4 vẫn quét được nha, tìm giá trị min của biểu thức này, min min của biểu thức này, ổn chưa? Đấy thì câu này chúng ta phải kết hợp table cộng với phương pháp chọn đại diện nào thầy, chọn đại diện nào thầy nhá, chọn đại diện nào thầy, ổn chưa? Câu số 4 kết hợp table cộng chọn đại diện nào thầy nhá, thấy hai số thực AB chưa, A lớn hơn B lớn 1 thì thầy chọn đại diện hàng 2 đi, chọn hàng 2 suy ra ngay B nó sẽ thuộc cái khoảng từ 1 đến 2 đúng không? Đấy, chọn A bằng 2 suy ra B thuộc cái khoảng từ 1 đến 2, bây giờ ném vào thằng này P nó chỉ là một ẩn thôi, ẩn B gắn ẩn X quét table rồi trên đoạn từ 1 đến 2 tìm được cái P min ngay. Đấy là phương pháp câu số 4 rất nhẹ nhàng nhá. Đó, chọn đại diện, chọn A hai phải quét table này, phân số nhá. Cái này là loga này. Loga này, phân số này. E chia B thì ở đây là 2 chia X nhá. B là ẩn X nhá. E bằng 2, chuẩn chưa? Rồi, A bình thì ở đây là 2 bình, 2 bình. Rồi, tất cả bình phương này, tất cả bình phương đúng không? Đấy, bình phương của cái loga này phải đưa ra ngoài loga nhá. Đấy, nhặt như này nhá. Loga cơ số A trên B của A bình, tất cả bình này. Đấy, nhặt như này cho thầy. Cộng với lại 3 loga cơ số B là x nhá. Cơ số B nhập x nhá. Phân số này. A trên B là 2 chia x. Đấy, 2 chia x. Nhập quét bình thường thôi. Bắt đầu cho chạy thử 1 nhá. B thuộc đoạn cộng 1 đến 2 này, vì nó đây AB. Ổn chưa? Chọn hàng 2 nhá. B thuộc cái khoảng từ 1 đến 2. Bắt đầu là 1 này, kết thúc là 2, để step là 0,1 đi. Ổn chưa? 1 2 tương đối nhỏ. Đấy, quét cho thầy này. Thấy này. Ổn chưa? Thấy này, trên khoảng từ 1 đến 2 nhá. Khi B chạy từ 1 đến 2 này thì thấy giá trị của P này nó sẽ luôn luôn giảm chưa? Giảm từ 24 về 15,7 này, 15,281. Ổn chưa? Về 15, đấy thì 15,281. Sau đó nó quay đầu nó tăng luôn này, đúng chưa? Đấy, nó quay đầu nó tăng luôn. Nó tăng luôn lên đến 100, lên đến 700 bao nhiêu ấy. Vậy tóm lại min nó sẽ sắp xỉ 15 thôi, min nó sẽ sắp xỉ 15 thôi. Ổn chưa? Đấy 15,2 bao nhiêu đấy? Chờ đâu? 15,21 ấy, nó gần 15 nhất. Nó gần 15 nhất thì min nó chỉ xuống được đến 15 thôi, nó không xuống được hơn đâu, nó không xuống được hơn đâu. Vậy thì giá trị câu này chọn D đẹp ra luôn này. Ổn chưa? Đấy cho thấy là được này. Thế này, đấy, min nó chỉ xuống là 15,281 thôi nhá, gần 10 năm nhất này. Còn không bạn quét rõ ra thầy trên cái khoảng từ 1,2 đến 1,4 là này nhá. Quét rõ hơn nữa ra thì ra đổi cái start cho thầy này, 1,2 nhá. E đến 1,4 này, để step là 0,01 này. Đấy thì nó sẽ quét siêu rõ luôn, đúng chưa?
Đấy, nó sẽ ra ngay này. Đó thì nó sẽ có giá trị xấp xỉ 10 năm chưa? Đấy, tại 1,25 này này, được chưa? Nó xấp xỉ 10 năm này này, đúng không? Đấy, 1,26 nhé, 1,26 xấp xỉ 10 năm. Đấy, ổn chưa? Đấy thì min nó chỉ xuống được đến 10 năm thôi. Min chỉ xuống đến 10 năm thôi. Câu này ra, đây đẹp ra rồi. Kết hợp chọn đại diện và xôn nhé, kết hợp chọn đại diện và table cho thầy. Đấy là cái buổi ngày hôm nay chúng ta đã quét đẹp ra được bốn câu này trong cái phần mũ loga rồi đúng không? Đấy thì hy vọng sau buổi hôm nay các bạn sẽ tốt hơn cái phần loga và phương trình mũ như này, hack được những câu này là ok rồi đúng không? Đấy, hôm nay đẩy mạnh rất mạnh tính năng xôn nhá và table. Nếu thấy hay thì cố gắng ủng hộ thầy bằng cách like, share bài viết nhiều hơn để những cái buổi sau chúng ta sẽ có nhiều buổi học chất lượng hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi live lần sau. Bye. Hãy